siêu phẩm cực hot luôn nha. Rồi các chị cùng nhau vào chia sẻ và chia sẻ công khai trên trang cá nhân và trên các hội nhóm để mình săn được những siêu phẩm trong mùa bão ngày hôm nay các chị nhé. Rồi có chị nào đang xem livestream không ạ? Mình chào nhau một xíu thôi. Chị nào đang xem livestream thì hãy cho em thấy những cánh tay của các chị ha, hoặc cho em xin một chấm để mình chào nhau một xíu ha. Rồi chị yêu nào mà bỏ lỡ livestream này thì rất là tiếc luôn ha. Đảm bảo hôm nay hàng cực hot luôn nha các chị, hàng cực hot luôn nha. Siêu bão này chỉ đổ bộ trong vòng một vài ngày thôi nên là các chị phải nhanh tay ha. Các chị mà không ghé trực tiếp được Cung Á Đắc đâu thì mình hãy nhanh tay vào livestream ngày hôm nay để săn những siêu phẩm, những siêu bão ngày hôm nay các chị nhá. Rồi nhanh tay lên các chị ơi, nhanh tay vào xem livestream của nhà Gu ha. Đảm bảo hôm nay hàng cực hot luôn nè, chị nào bỏ lỡ thì rất là tiếc luôn ha. Các chị yêu của em giờ này đang làm gì á? Và về cùng nhau tạm với nhà Gu rồi mình săn những siêu phẩm chỉ có giá 10k thôi các chị nha, chỉ 10k thôi. Các chị nào mà không nhanh tay trong buổi tối ngày hôm nay là rất là tiếc luôn nha. Rồi xin chào tất cả các chị đang xem livestream ha. Chị nào đang xem thì cho em xin một chấm với ạ. Cho em xin một chấm để mình chào nhau một xíu ha. Rồi từ một lát thì em sẽ bắt đầu bán hàng sale cho các chị yêu ha. Xin một chấm mà xin một nút chia sẻ thôi các chị nha, chỉ một nút chia sẻ thôi thì hôm nay các chị sẽ có cơ hội mua được những siêu phẩm, những siêu bão chỉ 10.000 thôi các chị nha. Chỉ với 10k thôi nha các chị ơi, chỉ với 10k là các chị đã sở hữu nhau ngay những siêu phẩm đến từ nhà Gu rồi ha. Đảm bảo hàng cực hot cực chất luôn nha các chị yêu. Lần này là nhà Gu sẽ chia đến các thầy giảm, đến các cô giảm nhân ngày 20 tháng 11 các chị ha. Nên là sẽ có một đợt siêu sale luôn các chị, siêu sale luôn nhá. Các chị phải nhanh tay vào cùng nhau và trò chuyện với nhà Gu một tí, xong rồi mình cùng nhau chia sẻ rồi mình cùng nhau xem những mẫu váy đầm đang được siêu cực sốc tại nhà Gu các chị nhá. Rồi giờ các chị hãy cùng em chia sẻ ha, cùng em chia sẻ livestream này. Rồi các chị chia sẻ đi nha. Các chị chia sẻ hoặc là các chị có thể mời bạn bè của mình vào trực tiếp livestream này để xem, để săn những mẫu váy đang được sale tại nhà Gu các chị nha. Đợt sale này là flash sale, chỉ sale nhanh trong vòng 3 ngày thôi. Trong vòng 3 ngày rất nhanh chóng nha. Các chị mà không ghé trực tiếp được Cung Á Đắc Nơ để lựa cho mình những bộ váy ưng ý thì mình hãy bật nút theo dõi, bật chế độ xem trước để xem những phần livestream như vậy để mình mua các chị nhá. Thôi chị nào chưa chia sẻ thì hãy giúp em chia sẻ ha. Nhanh tay chia sẻ livestream này lên trang cá nhân hoặc các hội nhóm và bật chế độ công khai nha các chị yêu. Hoặc mình có thể mời bạn bè người thân vào xem live trực tiếp để săn hàng sale nha các chị yêu. Chỉ với 10k thôi ạ. Rồi mình tag bạn bè trực tiếp vào livestream này cũng được các chị ha. Hoặc là mình chia sẻ trên các hội nhóm giúp em với nha. Mình chia sẻ trên các hội nhóm thì mình sẽ có cơ hội mua được nhiều mẫu áo thun, hàng loạt mẫu áo thun sau đây với giá chỉ có 10.000 thôi các chị nha. Chỉ 10.000 một cái giá cực kỳ hời cho mình luôn ha. Có điều kiện mình phải vào xem, vào chia sẻ các chị nha. Rồi em xin chào chị An Bảo nè. Xin chào rất là nhiều chị đang xem. Các chị đang xem ơi, các chị cho em xin một nút xin chào hoặc một nút chia sẻ hoặc một icon mặt cười các chị nhá. Để mình cùng nhau là biết tương tác, mình đang tương tác với nhau để mình cùng nhau sắm những mẫu áo này chỉ với giá 10k thôi các chị nha. Chỉ 10k trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi nhanh tay nha các chị ơi. Số lượng có hạn này các chị ơi, nhanh tay vào xem livestream của nhà Gu ha. Đảm bảo hôm nay hàng cực hot luôn nè. Đảm bảo hôm nay toàn siêu phẩm đúng không ạ? Chị nào bỏ lỡ thì rất là tiếc luôn ha. Rồi hôm nay đúng với cái tên flash sale, em chỉ sale nhanh trong vòng 30 phút thôi các chị ha. Các chị mình phải nhanh tay vào cùng nhau xem nha. Hoặc là tăng bạn bè của mình để cùng nhau cùng hộ mua những chiếc váy đầm đang được sale tại nhà Gu. Và mình sẽ có cơ hội mua những chiếc áo thun như vậy, bất kể tay ngắn tay dài như thế nào các chị cũng chỉ mua với giá 10k thôi. Các chị phải nhanh tay vào xem livestream nhá. Thôi chị nào chưa chia sẻ thì hãy giúp em chia sẻ livestream ha. Vì một nút chia sẻ của các chị là đã mời được rất là nhiều người mà xem livestream rồi ha. Mình cùng nhau săn hàng sale giá sốc nha các chị yêu. Hôm nay sale nhanh nha các chị yêu, sale nhanh thôi ạ. Thôi chị nào chưa chia sẻ thì nhanh tay vào chia sẻ giúp em ha. Rồi em vừa chia sẻ xong rồi nè. Lượt người xem đang tăng dần ha, đang tăng dần rồi, tăng đến một mức nhất định. Em sẽ like mẫu đầu tiên cho các chị nha. Like mẫu đầu tiên kèm theo những mẫu áo thun giá 10k cho các chị nha. Một cái giá quá sốc cho ngày hôm nay luôn các chị nhá. Nhanh tay mời bạn bè của mình, nhanh tay giúp nhà em xin
một lúc chia sẻ thôi ạ. Xin một lúc chia sẻ thôi các chị nhá. Rồi, tất cả các chị đang xem và đang tăng lượt leo, tăng lượt xem thì hãy nhanh tay giúp em thêm một lúc chia sẻ nữa vào các hội nhóm bất kỳ hoặc vào trang cá nhân của mình, mà nhớ bật chế độ công khai các chị nha, nhớ bật chế độ công khai nha. Rồi em xin chào tất cả các chị này, các chị nào đã chia sẻ thì để lại một comment đã chia sẻ giúp em với nha các chị nha, mình để lại một comment đã chia sẻ nha. Rồi các chị ơi, các chị tiếp tục đẩy lượt người xem lên cao thì em sẽ bắt đầu like mẫu sale đầu tiên cho mình các chị ha. Rồi nhanh tay nha các chị ơi, chị nào chưa chia sẻ thì nhanh tay giúp em ha, để tránh mất thời gian của các chị yêu nè. Một lát nữa em sẽ bắt đầu giới thiệu mẫu đầu tiên nha các chị yêu. Chị nào chưa chia sẻ thì giúp em chia sẻ livestream này lên trang cá nhân hoặc các hội nhóm nha các chị yêu, để mình cùng nhau săn hàng sale giá sốc nha các chị yêu. Hôm nay sale nhanh nha các chị. Rồi các chị cứ bình tĩnh nè, đợi lượt người xem mẫu này một tí em sẽ bắt đầu live ngay mẫu đầu tiên cho các chị nè. Rồi các chị ơi, tiếp tục, ngoài việc mình chia sẻ, ngoài việc mình chia sẻ thì mình hãy rủ bạn bè của mình vào xem. Rồi các chị đâu rồi, em sẽ like mẫu đầu tiên cho các chị ha. Like một mẫu đầu tiên nè, mẫu này chỉ với giá 290.000 các chị nhá. Mẫu em đang mặc trên người là mẫu 290.000 thôi. Các chị sở hữu một mẫu đầm như vậy này các chị, các chị sở hữu một mẫu đầm như vậy, đây là đầm chấm bi dáng maxi các chị ha. Phần áo là phần tay cánh dơi này các chị, tay cánh dơi có xẻ ha. Rồi phần đầm là phần chân maxi, chân maxi dài qua gối tầm 10 phân luôn các chị ha, và có một đường xẻ nhẹ này các chị, rất là dễ thương trong mẫu đầm này luôn. Mẫu đầm này mà các chị mặc đi tiệc thì rất là tuyệt vời ha, rất là tuyệt vời cho đầm chấm bi maxi này các chị nha. Rồi một cái giá cực kỳ sốc cho mẫu đầm chấm bi maxi này đó là 290.000, chỉ có 290.000 mình sở hữu ngay một siêu phẩm của bộ sưu tập tháng 10 luôn các chị nha. Ngay một siêu phẩm của bộ sưu tập tháng 10 nè. Rồi chất liệu là chất voan các chị nha, phần chân là chất voan ha. Rồi rất là xinh luôn, phần áo phối chấm bi và viền đen này các chị, rất là xinh này. Ở đây xẻ một đường các chị ha, và phần dáng váy ở dưới á, dáng suông các chị nha. Phần trên mông thì hơi ôm, nhưng phần dưới do có cái độ xẻ đó các chị, do có độ xẻ này nè nên là nó hơi suông ra một tí, mà rất là mềm mại luôn, rất là dễ thương cho mẫu này ha. Đầm chấm bi maxi này chỉ có giá là 290.000 nha. 290.000 khi các chị sở hữu một mẫu đầm chấm bi maxi này thì các chị sẽ được mua một trong những mẫu áo thun ở đây với giá chỉ có 10.000 thôi các chị nha. Chỉ 10.000 cho một áo thun khi các chị sở hữu váy chấm bi maxi này. Rồi chị nào mà yêu thích mẫu chấm bi maxi này á thì để lại giúp em mã số là 10826 các chị nha. Rồi 10826 này em có đầy đủ size cho các chị từ 40 đến 60 kg lúc này, 40 đến 60 kg là vừa mẫu này các chị ha. Rồi đối với các chị trên 60 kg, cỡ 65 kg á, mình vẫn vừa tùy chiều cao ha. Mình chỉ việc yêu thích mẫu nào thì để lại giúp em mã số kèm theo số điện thoại thôi. Kết thúc livestream này em sẽ gọi điện tư vấn cho mình sao cho mình mặc vừa nhất có thể các chị nha. Rồi điểm đặc biệt ha, điểm đặc biệt là tay cánh dơi này các chị, tay cánh dơi có phối viền đen luôn nè, phần cổ hơi thùy một tí nha. Phần chân váy là điểm đặc biệt nhất, bởi vì chân váy làm từ chất voan, có lót hai lớp cho mình và có xẻ một bên ở bên trái các chị ha, xẻ một bên ở bên trái. Nhìn sang thì các chị mặc vào set này nè, mặc vào bộ bộ đầm này thì giống như mình đang mặc một set vậy chị, là phần áo cánh dơi và phần chân váy xẻ tà các chị ha, rất là xinh luôn, mềm mại và nhẹ nhàng luôn nha. Rồi các chị ơi, bên em còn rất là nhiều mẫu, các chị hãy tranh thủ vào xem livestream, tranh thủ vào chia sẻ và tranh thủ mời bạn bè của mình vào xem ha. Quay lại với mẫu đầm chấm bi maxi em đang mặc đây các chị nha. Rồi mẫu đầm này bình thường em sẽ bán với giá là 495.000, nó nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà cô, đó là bộ sưu tập tháng 10 luôn các chị ha. Các chị nào mà yêu thích chỉ cần để lại theo đúng cú pháp như sau là mình sẽ đặt được mẫu đầm chấm bi maxi này với giá 290.000 kèm theo một mẫu áo thun 10.000 đây nữa các chị nha. Rồi 10826 kèm theo số điện thoại của các chị sẽ mua được mẫu đầm chấm bi maxi này với giá 290.000 các chị nha.
Rồi em tiến lại gần cho các chị ngắm kỹ phần áo ha. Phần áo là phần chấm bi này, cổ hơi hơi thuyền thôi các chị, mà không có bị ốm đâu. Đối với các chị ốm quá mình mặc vẫn không bị ốm mẫu này đâu ha. Rồi các chị mà mình hơi mập mọc một tí á, thì mặc mẫu này rất là gọn, bởi vì phần chân là phần vải von có lót hai lớp và kết hợp đường xẻ dáng dài cực kỳ xinh luôn. Mặc mẫu này á mình sẽ trông thon gọn hơn rất là nhiều các chị ha. Rồi đây là mẫu đầm chấm bi maxi các chị nhá. Các chị nhớ nha, mình đặt hàng theo cú pháp là 10826 kèm theo số điện thoại để mua mẫu này 290.000, và một ưu đãi đặc biệt kèm theo bộ đầm này này các chị, là các chị mua được một mẫu áo thun ngay trên này, bất kỳ mẫu nào cũng được các chị ha, tay ngắn tay dài cũng được, các chị sẽ mua với giá 10.000 nhá. Rồi chị Nguyễn Thanh Huyền ơi, mình cứ ở trong live đi, xem một tí nữa em sẽ giới thiệu xong của chấm bi này thì sẽ giới thiệu tiếp theo những mẫu cực hot tiếp theo ha. Em nhắc lại mã số này, đây là mẫu đầm chấm bi dáng maxi các chị nha, đầm chấm bi maxi tay cánh dơi nè. Rồi một màu duy nhất là phần áo là phần chấm bi đen, màu trắng chấm bi đen, và phần chân váy là phần vải von nha các chị, vải von có xẻ nha. 10826 kèm theo số điện thoại của các chị để mua mẫu đầm chấm bi maxi này với giá 290.000 kèm một áo thun với giá 10.000 các chị nha. 10826 cái mẫu đầm chấm bi này các chị ha. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu qua một mẫu tiếp theo cực kỳ xinh cho các chị này, mẫu đầm tay dài rất là hot luôn nha. Rồi một siêu phẩm rất là đẹp luôn luôn các chị yêu. Rồi em đứng một lát cho các chị yêu ngắm rồi em sẽ giới thiệu sau ha. Rất là đẹp luôn ạ. Mẫu này là đầm tay dài viền trắng nha các chị yêu, nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà gu ạ, bộ sưu tập tháng 11 nha các chị yêu, rất là đẹp luôn ạ. Đây, dáng của nó là hơi xuông xuông, dáng tự như chữ A nha các chị yêu, rất là đẹp luôn. Tay của nó là phối vải von này các chị, vải von này, von mỏng nha các chị yêu, rất là đẹp luôn ạ. Lên phong cực kỳ đẹp và cực kỳ sang chảnh luôn ha các chị yêu ha. Mẫu này mình mặc đi làm, đi tiệc, đi chơi đều được nha các chị, rất là sang chảnh luôn ạ. Mẫu này là đầm tay dài viền trắng nha các chị yêu, có mã số là 11847 ạ. Đây em đứng lại gần chơi lại cho các chị yêu xem chất vải của nó ha. Cực kỳ mềm mịn và rất là mềm mịn luôn nha các chị yêu, mặc lên cực kỳ thoải mái luôn nè. Tay phối von này các chị. Và điểm nhấn của nó là phần cổ, phần eo và phần tay và phần dưới đều phối viền trắng nha các chị yêu, rất là đẹp, nhìn rất là sang chảnh luôn ha. Đây phần eo có phối viền trắng này các chị. Mặc lên cực kỳ sang chảnh luôn ha. Chị nào yêu thích mẫu đầm tay dài em đang mặc này thì để lại cho em cái mã số là 11847 nha các chị yêu. 11847 ạ, và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Mẫu này thì chỉ có một màu duy nhất là màu đen thôi nha các chị yêu. Chỉ có một màu duy nhất là màu đen thôi ạ. Mẫu này thì em còn đầy đủ size cho các chị yêu từ 40 đến 60 kg luôn ha. Rồi chị nào yêu thích thì để lại cho em cái mã số là 11847 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Mẫu này em chỉ còn đúng 10 cái duy nhất thôi ha. 10 cái duy nhất ạ. Rất là đẹp luôn ha. Và điểm nhấn thứ hai là đằng sau có đường xẻ nha các chị yêu, đường sau có đường xẻ. Mặc lên cực kỳ đẹp và cực kỳ tôn giản luôn ha. Mẫu này thì mặc đi làm thì bao sang chảnh luôn nha các chị yêu. Dài tới gối nha các chị. Đây chị nào yêu thích thì nhanh tay giúp em ha, chỉ còn đúng 10 cái duy nhất thôi nè. Nhanh tay giúp em để lại cho em cái mã số là 11847 nha các chị yêu. Mẫu này là nằm trong bộ sưu tập mới nhất nha các chị yêu, nằm trong bộ sưu tập tháng 11 ạ. Và điều đặc biệt hơn nữa là khi các chị mua mẫu đầm này sẽ được mua một mẫu áo thun tay ngắn hoặc tay dài, các chị tùy chọn ha, chỉ với 10k thôi ạ. Chỉ với 10k là các chị đã sở hữu ngay một mẫu áo thun này ạ. Rất là đẹp luôn ha. Đây có phối viền trắng này, nhìn rất là sang chảnh luôn ha các chị yêu. Chất của nó cực kỳ mềm mịn luôn này, mặc cực kỳ thoải mái luôn ha. Mặc đi làm, đi chơi, đi tiệc đều được, ba sang chảnh luôn nha các chị yêu. Phần tay của nó hơi phồng một xíu này các chị. Đây vải von nha các chị yêu. Chị nào mà bỏ lỡ mẫu đầm này thì rất là tiếc luôn ha. Rồi chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em cái mã số là 11847 nha các chị yêu. 11847 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình nè.
Rồi mẫu đầm này bên em có một màu duy nhất thôi các chị nha, một màu duy nhất thôi và dáng cực kỳ công sở luôn. Mùa lạnh đến rồi các chị sắm những mẫu áo tay dài như vậy nhưng chất liệu nhẹ nhàng như vậy thì mặc rất là phù hợp các chị ha. Khi thời tiết chuyển sang đông hẳn là trời tháng 12 đó các chị, các chị có thể khoác nhẹ áo vest hoặc là áo dạ bên ngoài rất là phù hợp các chị nha. Rồi chị nào yêu thích thì nhanh tay giúp em nha, nhanh tay giúp em để lại với mã số là 11847 nha các chị ơi, 11847 kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Rồi các chị phải nhanh tay mới còn mẫu này các chị ha, nhanh tay mới còn mẫu này nè. Rồi em chốt một mẫu 11847 cho chị Thương Hoài các chị nha. Rồi chị nào chốt mẫu này nữa thì chốt nhanh luôn nào, nhanh nhanh cực kỳ, bởi vì hôm nay em chỉ sale rất là nhanh cho các chị thôi. Flash, cái này là flash sale luôn các chị ha, flash sale luôn. Rồi nhanh tay nha các chị yêu, nhanh tay để lại cho em cái mã số 11847 nha các chị yêu, 11847 nè. Và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Mẫu này rất là đẹp luôn ha, mặc lên cực kỳ tôn dáng và cực kỳ sang luôn nha các chị yêu. Chị Nguyễn Thanh Huyền, có size lớn nha các chị yêu, có size lớn ạ, có đủ size từ 40 đến 60 kg luôn ha. Chị yêu thích mẫu này thì để lại cho em mã số là 11847 nha các chị yêu, 11847 và kèm theo số điện thoại ạ. Rất là đẹp luôn ha, chị nào bỏ lỡ mẫu đầm này thì rất là tiếc luôn nè. Mẫu này là nằm trong bộ sưu tập mới nhất nha các chị yêu, nằm trong bộ sưu tập tháng 11 nè. Ai có phối viền trắng rất là sang luôn ha các chị yêu ha, phối viền trắng này mặc lên cực kỳ tôn dáng luôn ạ. Rồi chị nào yêu thích thì nhanh tay giúp em ha, nhanh tay để lại mã số và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình nè. Rồi em xin nhắc lại mã số rồi em qua mẫu nha các chị, 11847 nha các chị ơi, 11847 ạ, và kèm theo số điện thoại là các chị đã sở hữu ngay một mẫu đầm tay dài viền trắng này rồi ạ. Rồi em sẽ qua mẫu mới ạ. Là cấm cầm ăn ngô ơi, cao 1m50 58kg có mặc vừa không bạn? Dạ thì hiện tại bên em là hàng thiết kế nên có đủ size từ 40kg tới 65kg chị yêu ha. Mình yêu thích mẫu nào chỉ việc để lại số điện thoại kèm mã số giúp em thì bên em sẽ gọi điện và tư vấn cho mình sau khi kết thúc livestream chị yêu nhá. Rồi em sẽ quay lại với mẫu một mẫu tiếp theo, một siêu phẩm thứ ba của các chị nha. Một siêu phẩm thứ ba này các chị ơi, đầm này là đầm tay ngắn nha các chị, dáng chữ A. Nói chung dáng chữ A nó cũng không sai lắm đâu các chị, mặc rất là thích luôn, mặc rất là thích ha. Chất liệu là lụa mát phối voan nhập ly các chị nha. Rồi phần thân màu vàng này các chị là chất liệu lụa mát ha. Voan nhập ly là phía chân này các chị, phía chân đen là phối voan nhập ly ha. Mẫu này có một màu duy nhất là màu vàng các chị nha. Đây là phụ kiện có thể tách rời được các chị nha. Đây là phụ kiện có thể tách rời được. Đây là phụ kiện tách rời này các chị. Rồi các chị có thể gắn bên nào được tùy ý các chị nha. Mẫu đầm này em có một màu duy nhất thôi. Hiện tại mẫu đầm này cũng nằm trong bộ sưu tập flash sale, có giá là 290.000 các chị nha. 290.000 cho một mẫu đầm này thôi các chị. Rất là xinh luôn. Mặc cực kỳ nhẹ nhàng luôn các chị nha. Mặc rất rất nhẹ nhàng trong mẫu đầm này luôn nè. Rồi cho các chị ngắm kỹ chất vải ha. Tiến tới cho các chị ngắm kỹ. Đây là phần chất phần thân áo này, này là phần lụa các chị nha, phần lụa mát nha. Phần lụa mát. Phần phụ kiện là một bông hoa cực kỳ xinh xắn đây này. Rồi tách rời luôn, các chị có thể cài bên nào tùy ý các chị nha. Rồi đầm phối dập ly màu đen này. Đầm phối dập ly màu đen này có mã số là 10856 các chị nha. 10856 trong mẫu đầm này. Và một màu duy nhất thôi, màu vàng Zara nhẹ nhàng cực kỳ luôn các chị. Màu nhẹ nhàng và chất liệu vải cũng rất là nhẹ nhàng ha. Rồi các chị mua mẫu váy phối voan chập ly này này các chị cũng mua được, mua một áo thun với giá 10.000 các chị nha. 10856 kèm theo số điện thoại của các chị để đặt mua mẫu đầm này các chị nha. Rồi đầm này em có một màu duy nhất là màu vàng phối voan chập ly màu đen các chị nha. Chất liệu là chất lụa mát phối phần dưới chân là phần voan. Rồi em chúc cho chị Nguyễn Thanh Huyền 11847 luôn ha, hai cái. Dạ rồi chị chỉ việc để ý điện thoại của mình sau khi kết thúc livestream này, em gọi điện tư vấn và chốt đơn lại cho mình một lần nữa nên là chị yên tâm chị nha. Quay lại với mẫu đầm vàng này, mẫu đầm phối voan dập ly này thì em có đầy đủ size cho các chị từ 40 đến 65 kg tùy chiều cao các chị nha. Và này có độ dài chắc chắn các chị, rất là phù hợp với các chị luôn này. Đó là chiều dài size S em đang mặc là 94cm rồi các chị ha, vừa chạm gối luôn, mặc nhẹ nhàng thoải mái cho mẫu đầm này luôn. Các chị mà yêu thích mẫu này đi làm thì có thể khoác nhẹ áo vest được các chị ha. Khoác nhẹ áo vest để đi làm mẫu này được nha. Rồi chị nào mà yêu thích thì để lại giúp em
để lại giúp em 10856 kèm theo số điện thoại ha. Bình thường em sẽ bán mẫu này với giá 495.000. Rồi hiện tại em bán mẫu này với giá là 295.000, 290.000 kèm theo đó là các chị có thể mua được một mẫu áo thun bất kỳ, tay ngắn, tay dài, chất thun trơn, chất cốt tông hoặc là chất thun gân đều được với giá 10.000 thôi các chị nha, chỉ với giá 10.000 thôi nha. Mà điều kiện là các chị phải mua một váy trong bộ sưu tập flash sale 290.000 các chị nha. Rồi, một mẫu đầm này là mẫu đầm tay sắc nách các chị nè, phụ kiện hối rời và một màu duy nhất là màu vàng ha. Các chị nhanh tay để lại giúp em mã số kèm theo số điện thoại để đặt mua mẫu này các chị nhá. Mã số đó là 10856 các chị nha. 10856 cho một mẫu đầm dập phối dập ly này. Một màu duy nhất là màu vàng thôi các chị ơi. Một màu duy nhất. Rồi, các chị ơi, các chị trong lúc các chị xem livestream này thì các chị nhớ nhá, nhớ chia sẻ giúp em, nhớ cho em một nút chia sẻ và nhớ tag bạn bè của mình vào để mình mua được những mẫu đầm đồng giá 290.000 kèm theo một mẫu áo thun đồng giá 10.000, chỉ với giá 10.000 thôi các chị nha. Rồi, các chị phải nhớ chia sẻ ha, nhớ chia sẻ nha. Và các chị nhớ tương tác với nhà gu nữa các chị nha. Rồi quay lại mẫu đầm màu vàng này các chị này. Đầm này em có một màu duy nhất là màu vàng da ra, chất liệu là chất lụa mát phối von chập ly các chị nha. Và em có đầy đủ size cho các chị từ 40 đến 65 kg tùy chiều cao, tức là bắt đầu size XS và kết thúc size XL các chị ha. Các chị chỉ việc để lại mã số kèm theo số điện thoại thôi. Em sẽ gọi điện tư vấn cho mình thật là kỹ càng khi mình nhận được chiếc váy như này các chị này. Các chị sẽ mặc được vừa ý nhất và ưng ý nhất các chị nha. Rồi, đây là phụ kiện, phần phụ kiện này tháo rời nha các chị, phần phụ kiện làm rất là tinh tế ha. Một chiếc váy hàng hiệu bây giờ các chị mua chỉ với 290.000 và kèm theo các chị mua một áo thun 10.000 nữa các chị nha. Rồi em chốt một mẫu 11847 cho chị Cẩm Anh Ngô nha. Rồi em chuyển mẫu mới các chị nha, nhắc lại mã số để em chuyển mẫu mới này, 10856 kèm theo số điện thoại các chị nha. Đã mua được mẫu đầm màu vàng này 290.000 kèm theo một mẫu áo thun giá 10.000 các chị nha. Rồi bây giờ em chuyển mẫu tiếp theo cho các chị nha. Rồi, thêm một siêu phẩm đến từ nhà gu nha các chị yêu. Bao đẹp, bao chất luôn nha các chị yêu. Đây, mẫu đầm em đang mặc là nằm trong bộ sưu tập mới nhất là bộ sưu tập tháng 11 ạ. Rất là đẹp luôn đúng các chị yêu. Đây, lên form cực kỳ đẹp luôn ha. Ôm dáng, tôn dáng nha. Rồi, mẫu này mặc cũng là mặc đi làm nha các chị yêu. Chị nào là đi mặc công sở đều được nha các chị yêu. Đi công sở, đi tiệc, đi chơi đều được ạ. Mẫu này thì em chỉ có một màu duy nhất là màu đỏ thôi hả? Đầm em đang mặc này là đầm cổ tròn phối ly nha các chị yêu. Có mã số là 11848 ạ. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đây em giơ lại gần cho các chị yêu xem chất của nó hả? Cực kỳ đẹp luôn ha các chị yêu. Sờ lên cực kỳ mềm mịn luôn ạ. Mặc cực kỳ thoải mái luôn ha. Điểm nhấn của chiếc đầm này là hai bên, hai phần hông của nó có phối ly nha các chị yêu, có phối ly ạ. Rất là tinh tế và nhìn rất là sang luôn đúng không ạ? Mẫu này thì em còn đủ size nha các chị, còn đủ size cho các chị từ 40 đến 60 kg luôn ha. Chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em mã số là 11848 nha các chị yêu, 11848 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Rồi, mẫu đầm em đang mặc này là nằm trong bộ sưu tập Black Sale nha các chị yêu. Black Sale chỉ còn 290.000 thôi ạ. Khi các chị mua một trong những mẫu đầm trong bộ sưu tập Black Sale là các chị đã sẽ mua được một mẫu áo thun tay ngắn hoặc tay dài chỉ với 10k thôi ạ. Rất là rẻ và rất là đẹp luôn ha. Lên cực kỳ ôm dáng luôn ha các chị yêu. Mẫu này thì tới gối ạ, dài tới gối nha các chị. Các chị cứ yên tâm đi ạ, không sợ bị hở đâu ha. Đây, tay ngắn nha các chị yêu. Rất là đẹp luôn ạ, à, mặc lên cực kỳ sang luôn ha. Hai bên hông của nó có phối ly nè. Mẫu này thì em chỉ có một màu duy nhất là màu đỏ thôi ạ. À, nên chị nào yêu thích thì nhanh tay giúp em để lại với mã số là 11848 nha các chị yêu, 11848 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Khi các chị mua một mẫu đầm cổ tròn phối ly này thì các chị sẽ được mua một chiếc áo thun với giá 10k thôi ha, chỉ với 10k thôi ạ. Rất là đẹp luôn ha. Thôi chị nào yêu thích thì nhanh tay giúp em ha, nhanh tay giúp em để lại với mã số là 11848 nha các chị yêu, 11848 ạ. Mẫu này thì chỉ có một màu duy nhất là màu đỏ thôi ạ, còn đủ size cho các chị từ 40 đến 60 kg luôn ha. Rồi nhanh tay giúp em ha. Rất là đẹp luôn ạ.
Mẫu này đang sale nên số lượng có hạn nha các chị. Chị nào yêu thích thì nhanh tay giúp em để lại với mã số là 11848 mà kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình. Rồi chị nào bỏ lỡ mẫu đầm này thì rất là tiếc luôn ha. Rồi em xin nhắc lại mã số rồi em sẽ đổi mẫu cho các chị ha. 11848 là đầm cổ tròn phối ly nha các chị. Mà đây mẫu đầm em đang mặc đây ạ. Chị nào yêu thích thì để lại với mã số là 11848 mà kèm theo số điện thoại ạ. Rồi giờ em sẽ đổi mẫu cho các chị ạ. Rồi các chị mua hàng tới đâu rồi ạ? Bởi vì em sẽ còn xem một số mẫu nữa nè. Nên là các chị hãy tiếp tục ở trong live và tiếp tục chia sẻ bài live này trên mọi nhóm nha các chị nha, trên các nhóm mà các chị có nha. Rồi để các chị mua được những mẫu đầm đồng giá 290.000 kèm theo những mẫu áo thun giá 10.000 thôi các chị nha. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu mẫu váy chấm bi em đang mặc các chị nha. Mẫu váy chấm bi này nằm trong bộ sưu tập tháng 10 nhưng một thời là mưa làm gió rồi các chị. Bởi vì rất là xinh, có tay rất là tiện lợi cho mình luôn ha. Rồi đây là mẫu đầm chấm bi các chị nha. Đầm chấm bi tay bo rất là xinh luôn nè. Tay bo có độ co giãn nè. Tay bo có độ co giãn, phần phía trên ngực các chị có phối một lớp voan mỏng ha. Phần phía trên ngực phối một lớp voan mỏng. Nhưng mà mình yên tâm đi, mình mặc dây trong là mình có thể đi làm được trong mẫu này rồi các chị. Đối với phần chân váy các chị, phần chân váy là chân bút chì ha. Phần chân bút chì và nó làm từ chất liệu là mango mềm các chị nha. Làm chất liệu mango mềm và phần đai này các chị. Phần đai thắt là phần thắt rồi nha. Các chị có thể thắt tùy ý một bên hoặc ở giữa đều được tùy ý các chị nha. Mẫu này thì em có một màu duy nhất là màu đen thôi ạ. Phần áo là phần chấm bi phối von. Phần áo phần chấm bi phối von và phần chân váy là chất mango mềm các chị nha. Và ôm bút chì nhưng cũng rất là thoải mái luôn, thuận tiện cho mình đi làm. Phía sau có xẻ các chị nha, phía sau có xẻ. Rồi nhờ có chiếc đai thắt này nên cực kỳ xinh hơn cho mẫu váy này. Và các chị nào mặc mình có thể tùy ý chiếc đai này ha, tùy ý thắt chiếc đai này nè. Mẫu đầm này em cũng bán với giá 295.000 kèm theo đó là các chị được mua một mẫu áo thun tay ngắn tay dài bất kỳ với giá là 10.000 thôi các chị nha, với giá 10.000 thôi nha. Rồi hiện tại đây là chương trình ưu đãi cực kỳ lớn cho các chị luôn nha, đây là các chị phải nhanh tay sắm nha, bởi vì chương trình flash sale này chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày thôi các chị nha. Hôm nay là gần kết thúc ngày đầu tiên rồi đó các chị, số lượng hàng hóa của Verdy rất là nhiều rồi nha. Chị nào mình không có nhu cầu, mình không thể ghé trực tiếp được cô Mát Đắk Nông thì mình hãy mua trên live bộ đầm này. Bởi vì bộ đầm này cực kỳ xinh luôn, mặc vào lại rất là thoải mái các chị nha. Tuy nói là chân bút chì nhưng mà do chất mango mềm và có độ ôm vừa phải cho các chị nên mặc rất là thích luôn nè. Mặc rất là thích luôn. Chị nào yêu thích thì để lại giúp em là 10831 kèm theo số điện thoại để mình mua mẫu đầm chấm bi này với giá là 290.000 thôi các chị nha. 290.000 cho mẫu đầm chấm bi này cực kỳ xinh luôn các chị nha. Rồi các chị hãy nhanh tay để lại giúp em 10831 kèm theo số điện thoại để mình mua mẫu này các chị nhá. Đây đầm chấm bi này các chị, phần trên là phối lưới nè. Phần đây là phần phối chấm bi rất là xinh luôn. Tay bo nữa các chị, tay bo tạo một cái độ dễ thương nhất định cho chiếc đầm các chị nhá. Rồi 10831 kèm theo số điện thoại các chị để mua mẫu đầm này với giá 290.000 thôi ạ. 290.000, ngoài ra mình còn được mua một trong những chiếc áo thun ở đây với giá chỉ có 10.000 đồng thôi nha các chị nha. Rồi một ưu đãi quá lớn cho các chị nha, các chị hãy nhanh tay giúp em nha. Rồi đây là mẫu đầm chấm bi này, phần áo chấm bi phối với phần quan mỏng ha. Rồi phần thân á, phần chân váy là chất mango mềm các chị nha. Có độ ôm vừa phải thôi, mặc công sở rất là thích và có xẻ sau nè. Có xẻ sau nha. Rồi mẫu đầm này mình mặc qua gối ha. Mẫu đầm này em còn đầy đủ size cho các chị từ 40 đến 65 kg nha. Nhưng mà số lượng có hạn các chị ơi, số lượng có hạn mỗi size chỉ còn 1 đến 2 cái thôi nha. Mình nhanh tay để lại giúp em 10831 kèm theo số điện thoại để mua mẫu đầm chấm bi này các chị nha. Rồi lượt người xem thì em thấy nó bắt đầu giảm dần rồi, các chị hãy nhanh tay tương tác với nhà gu để mình nhận những ưu đãi tiếp theo trong phần sau của livestream các chị nha. Nhanh tay để giúp em một chấm hoặc nhấn giúp em một nút chia sẻ các chị nha. Chia sẻ nhớ bằng chế độ công khai các chị ha, để mình nhận những ưu đãi ở phần sau livestream các chị nha. Rồi 10831 kèm theo số điện thoại để mua mẫu đầm chấm bi này với giá 290.000 thôi các chị. 290.000 là mình sở hữu một mẫu đầm thiết kế đến từ Walmart các chị nha. Và ngoài ra mình sẽ mua áo thun tay ngắn tay dài tùy ý các chị chọn với giá chỉ có 10.000 đồng thôi nha. Rồi các chị ơi, các chị đẩy lượt người xem lên đi, em sẽ bắt đầu like những mẫu siêu phẩm tiếp theo cho mình và mình tương tác nhiệt tình với nhà gu để nhận những ưu đãi ở phần sau của livestream các chị nha. Rồi
chị nhớ nha, mình đẩy lượt người xem lên để mình nhận những phần ưu đãi ở phần sau các chị ha. Mà hiện tại mình mua những mẫu áo thun, những mẫu đầm chỉ có 290.000 mà mẫu áo thun chỉ có 10.000 thôi nhá. Rồi quay lại với mẫu tiếp theo, đó là quay lại với mẫu đầm chấm bi em đang mặc này. Em nhắc lại mọi thông số của chiếc đầm chấm bi này, sau đó em chuyển mẫu tiếp theo cho các chị ha. Rồi đây là mẫu đầm chấm bi, phần áo là chấm bi phủ với von mỏng các chị nè. Rồi tay có bo rất là xinh luôn, phần tay là tay lụa các chị, vừa dài đến khuỷu tay nè. Rồi phần chân váy là chất mango mềm nha, và chân bút chì có độ ôm vừa phải, chất mango mềm có độ co giãn nhẹ nha các chị nha. Đai thắt, phần phụ kiện là phần đai thắt các chị ha, thắt tùy ý các chị luôn nè. Mã số là 10831 nha các chị nha. Các chị để lại 10831 kèm theo số điện thoại để mình mua mẫu này với giá 290.000 các chị nha, 290.000 cho mẫu này ha. 10831 kèm theo số điện thoại đi ạ, để mua mẫu này các chị nha. Rồi bây giờ em xin chuyển mẫu nha. Một mẫu đầm body cực kỳ đẹp luôn ha các chị ha. Đảm bảo mẫu này cực kỳ hot luôn nè, cực kỳ hot bên em luôn ha. Chị nào mà bỏ lỡ mẫu đầm này thì rất là tiếc luôn nè. Đây, mẫu đầm em đang mặc là đầm phối bèo nha các chị yêu, có mã số là 10847 á. Rất là đẹp luôn ạ, lên phong cực kỳ đẹp luôn ha các chị yêu. Điểm nhấn của chiếc đầm phối bèo này là một phần bên tay có phối bèo này nha các chị yêu, có phối bèo ạ. Và phần eo của nó nè, phối bèo xéo xuống dưới nha các chị yêu, phối bèo xéo xuống dưới nè. Đằng sau cũng có phối luôn nè. Rất là đẹp luôn các chị yêu, rất là đẹp luôn ạ. Ai mẫu này thì chỉ có một màu duy nhất là màu đỏ thôi ha các chị yêu. Mẫu này thì em còn đủ size ha, từ 40 đến 60 kg luôn ha. Chất của nó cực kỳ đẹp luôn ha các chị yêu, không chê vào đâu được ạ. Chất như nước cấp luôn ạ. Đây ạ, có độ co giãn vừa phải luôn ha. Chị nào 65 kg vừa luôn ha. Chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em cái mã số là 10847 ạ, 10847 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Mẫu này đi tiệc là rất là sang luôn các tình yêu ơi. Mẫu này đi tiệc sang cực kỳ luôn, phải nói như vậy đó các tình yêu. Mang guốc cao lên một xíu, mặc cực kỳ lên form, tôn dáng cực đẹp các chị yêu ha. Đó, mẫu mặc các chị cũng thấy rồi, tôn dáng cực đẹp luôn. Và đặc biệt là ở bên phần tay phải của mình là có phối một cái bèo các chị ha. Đó, một cái bản bèo này, đó nó sẽ che được khuyết điểm cho mình thì các chị yên tâm ha. Nó sẽ không bị hở quá đâu các chị. Mà cái bèo nó phối thêm cái bèo để mang phần sang trọng này, sang chảnh này khi các chị khoác trên mình một chiếc váy màu đỏ như thế này các chị yêu ha. Rất là đẹp luôn ạ. À, chị nào yêu thích thì nhanh tay giúp em ha. Nhanh tay để lại cho em với mã số là 10847 và kèm theo số điện thoại ạ. Rồi nhanh tay giúp em ha. Mẫu này chị nào 65 kg mặc vừa luôn ha. Mẫu rất là đẹp luôn ha các chị yêu ha. Chị nào bỏ lỡ mẫu đầm này thì rất là tiếc luôn ạ. À, đầm này đi tiệc thì bao sang chảnh luôn nha các chị. Có độ co giãn vừa phải luôn ha. Rất là đẹp luôn ạ. À, chị nào yêu thích thì nhanh tay giúp em để lại cái mã số là 10847 nha các chị yêu. 10847 ạ. À, em giơ lại gần cho các chị yêu xem lại chất vải của bên em nè. Đây, có phối bèo nha. Nhìn rất là mềm mại và cực kỳ sang chảnh luôn ha. Rồi, mẫu đầm này cũng nằm trong bộ sưu tập Black Sale nha các chị yêu. Black Sale nha các chị yêu. Chỉ với 290.000 thôi ạ. À, 290.000 là các chị đã sở hữu ngay một mẫu đầm body này. Bao đẹp luôn ha. Và điều đặc biệt thứ hai là khi các chị mua một mẫu đầm này thì sẽ mua được một chiếc áo thun với giá 10k thôi ạ. À. Rồi em xin nhắc lại mã số rồi em đổi mẫu ha. 10847 nha các chị ơi, 10847 ạ, và kèm theo số điện thoại ạ. Rồi em xin đổi mẫu cho các chị ạ. Rồi em xin đổi mẫu tiếp theo này. Các chị ơi, các chị phải tăng lượt người xem tiếp theo đi. Em mới có thể giới thiệu với các chị rất là nhiều mẫu phía sau nữa. Rất là nhiều mẫu nằm trong bộ sưu tập Black Sale trong ngày hôm nay các chị ha. Rồi tăng lượt người xem giúp em với ạ. Em chuyển sang mẫu đầm cánh sen này, rất là xinh nè các chị ơi. Đầm rất là xinh luôn, đầm phối hoa eo các chị nha. Rồi phần eo này các chị, phần eo vừa đính ngọc vừa phối hoa cực kỳ xinh luôn. Rồi đây là chiếc đầm có lót hai lớp nên mình yên tâm các chị ha, và có phối hai túi ở hai bên nữa này các chị. Túi rất là sâu và rất là rộng luôn, mình có thể đựng mọi thứ nha, điện thoại, chìa khóa nè,
hoặc là tiền, hoặc là mình yêu cà phê thì mình có thể được nhẹ điện thoại vào, rất là thích hợp luôn. Mà mình đi làm mẫu này cũng được nha các chị nha, bởi vì mẫu này có chiều dài qua gối, có tay nữa nè, một dáng chữ A cực kỳ xinh và cực kỳ nhẹ nhàng cho mình luôn các chị ha. Mẫu đầm này em có một màu duy nhất là màu hồng cánh sen thôi các chị nha. Một màu duy nhất là màu hồng cánh sen và chất liệu là chất tuyết nhật các chị nha. Chất liệu là chất tuyết nhật, mặc rất là thích, có độ co giãn hai chiều, mặc cực kỳ thích luôn nha. Rồi, màu đầm này nằm trong bộ sưu tập tháng 10 đó các chị, nằm trong bộ sưu tập tháng 10 nha. Hiện tại em còn một số size thôi nên là mình nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết mẫu này các chị nha. Mẫu này hiện tại được sale còn 290.000. Khi các chị mua một mẫu đầm này, khi các chị mua một mẫu đầm phối hoa eo này thì các chị sẽ được mua những chiếc áo thun ở đây với giá 10.000 thôi các chị nhé. Đây các chị này. Rồi, rất là xinh luôn, chất tuyết nhật này cực kỳ xinh luôn cho mình luôn ha. Rồi, đầm phối hoa eo này với mã số là 10842 các chị nhé. 10842 kèm theo số điện thoại của các chị thì các chị sẽ mua được mẫu này với giá 290.000, kèm theo đó là một chiếc áo thun do các chị tự chọn với giá 10.000 thôi nha. Chất liệu tuyết nhật này, chất liệu tuyết nhật, và em có một màu duy nhất là màu hồng cánh sen thôi nha. Một màu duy nhất và phần tùng đó các chị, phần tùng của váy có lắm nên là mình yên tâm nha. Rồi, không có sợ bị lộ trong mẫu này đâu các chị. Màu hồng này mặc cũng nhẹ nhàng lắm, không có chói lắm đâu các chị, mặc rất là thích luôn nè. Chất liệu tuyết nhật mặc cực kỳ thích luôn ha. Phối hoa eo nhẹ nhàng tinh tế luôn. Rồi các chị nhanh tay nha, để lại giúp em mã số này, em nhắc lại mã số cho em chuyển mẫu đó ha. 10842 kèm theo số điện thoại để đặt mua mẫu đầm phối hoa eo này với giá 290.000, kèm theo đó mình mua được một chiếc áo thun tay ngắn, tay dài, thun cotton, thun gân bất kỳ với giá 10.000. Rồi em sao cho các chị một bộ áo thun cực kỳ xinh luôn nè. Một bộ áo thun rất là xinh luôn ha. Rồi áo thun tay loe hoa lavender luôn. Form này và serving với chân váy thì hết sảy. Các chị có muốn sở hữu một chiếc áo thun này với giá 10.000 không ạ? Thì mình hãy nhanh chóng sở hữu ngay một chiếc đầm nằm trong bộ sưu tập flash sale thì mình mua được một bộ áo thun này với giá chỉ có 10.000 thôi các chị. Rồi, 10842 kèm theo số điện thoại để đặt mua các chị nha. Để đặt mua mẫu này nha. Bây giờ em chuyển mẫu này các chị. Thêm một mẫu đầm body nữa, rất là đẹp luôn đúng không các chị yêu. Mẫu này thì dài qua gối ạ. Đây, điểm đặc biệt thứ hai là đằng sau có xẻ nha các chị yêu, đằng sau có xẻ. Và điểm nhấn thứ ba là ở phần trên ngực có phối bèo nha các chị yêu. Đây, phối bèo xéo lên phần vai luôn nha các chị, rất là đẹp luôn ạ. Nhìn rất là sang luôn ha. Mẫu đầm em đang mặc là đầm body phối bèo nha các chị. Còn mã số là 10865 ạ. 10865 nha các chị yêu, rất là đẹp luôn ạ. Chỉ có một màu duy nhất là màu xanh thôi ha. Mặc lên cực kỳ ôm dáng và cực kỳ ôm form luôn nha các chị yêu. Bao sang chảnh luôn ạ. Mẫu này thì mặc đi tiệc thì rất là đẹp luôn ha. Không chê vào đâu được ạ. Rồi, xin chào tất cả các chị đang xem livestream ha. Đây, một màu xanh đây nha các chị yêu, rất là đẹp luôn ạ. Có độ co giãn vừa phải luôn ha. Rồi, chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em với mã số là 10865 ạ. Và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Rất là đẹp luôn ạ. Khi các chị mua một mẫu đầm body phối bèo em đang mặc này thì các chị sẽ mua được một chiếc áo thun với giá 10.000 thôi ạ. Rất là hot luôn đúng không? Rồi, đằng sau có xẻ nha các chị yêu, đằng sau có xẻ. Xẻ thấp không có xẻ cao đâu nha các chị, nên các chị cứ yên tâm, không sợ bị hở đâu ạ. Đây, rất là đẹp luôn ha, cực kỳ on form luôn nè. Rất là đẹp luôn ha, chị nào yêu thích thì nhanh tay giúp em ạ. Rồi, nhanh tay giúp em để lại với mã số là 10865 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng mẫu đầm body phối bèo này cho các chị ha. Rất là đẹp luôn ha. Rồi, nhanh tay nha các chị yêu, bởi vì mẫu đầm này chỉ còn đúng 5 cái duy nhất thôi ạ. Còn đúng 5 cái duy nhất nè. Rồi, mẫu này bán rất là chạy luôn ha. Rồi, nhanh tay giúp em ha, nhanh tay giúp em để lại với mã số là 10865 và kèm theo số điện thoại ạ. Chỉ có một màu duy nhất là màu xanh thôi ạ. Rồi, em xin nhắc lại mã số rồi em sẽ đổi mẫu cho các chị yêu ha. 10865 ạ, 10865 và kèm theo số điện thoại ạ. Đây, phần trên có phối bèo nha các chị yêu. Đây, phong cực kỳ đẹp luôn nè. Mẫu đầm này đi mặc đi tiệc thì bao sang chảnh luôn ha. Rồi, em xin đổi mẫu ạ.
vậy, có muốn mua một set như vậy chỉ với giá 300.000, trong đó yếm em bán với giá 290.000 và áo chỉ có 10.000 thôi không các chị. Rồi các chị mà muốn mua set này thì phải nhanh tay mời bạn bè của mình vào xe chia sẻ, hoặc là nhanh tay để lại cho em một chấm để tạo độ tương tác các chị ha. Rồi em sẽ giới thiệu cho các chị lần lượt nè. Rồi đây là mẫu yếm cực kỳ xinh luôn, đây là mẫu yếm xòe cối nơ cực kỳ xinh cho mình luôn ha. Rồi, rất là xinh luôn các chị nè. Đặc biệt màu yếm này có lót thun các chị nha, phía hai dây có lót thun ha, phía hai dây có lót thun nè, có một chiếc nơi rất là xinh thẳng trước phần ngực này các chị, và đặc biệt có hai túi ha, có hai túi nên là mình yên tâm này. Mẫu này cũng không phải là dạng xòe to bản hẳn đâu các chị, xòe có độ xòe vừa phải hay là độ rủ đó các chị, mặc rất là thích thích nha. 10852 kèm theo số điện thoại thì các chị sẽ mua được mẫu yếm xòe có nơ này với giá 290.000 và mình mua được một mẫu áo thun cốt tông màu trắng tay dài em đang mặc này các chị nhá, với giá chỉ có 10.000 thôi các chị nha, chỉ 10.000 thôi nha. Rồi các chị nhanh tay để lại giúp em mã số kèm theo số điện thoại thì sẽ đúng cú pháp để đặt mua những mẫu váy đầm của nhà gu các chị ha. Rồi các chị đâu hết rồi ạ, các chị nhanh tay để lại, các chị yêu thích sản phẩm nào thì nhanh tay để lại mã số của sản phẩm đó kèm theo số điện thoại, em sẽ gọi điện tư vấn cho mình nên là các chị yên tâm ha. Quay lại với mẫu đầm xòe phối nơ này các chị nha, mẫu yếm xòe phối nơ, em xin lỗi, mẫu yếm xòe phối nơ phía sau này các chị, phía sau cũng rất là xinh, mặc những mẫu yếm lúc nào cũng trẻ trung hơn đúng các chị, mặc mẫu yếm lúc nào cũng trẻ trung hơn. Ngoài ra các chị, ngoài việc phối với áo thun trơn như em đang mặc này, các chị có thể phối với áo thun chữ hoặc là áo len cũng rất là xinh ha. Áo thun chữ thì nhà em có hàng loạt luôn, các chị chỉ việc mua một sản phẩm trong bộ sưu tập flash sale thôi thì mình mua được những mẫu áo thun này với giá 10.000 các chị ha, với giá chỉ có 10.000 thôi. Rồi em nhắc mã số của mẫu yếm này các chị ha, mẫu yếm này với mã số là 10852, em bán với giá 495.000, nhưng hiện tại các chị mua em bán với giá là 290.000 kèm theo việc mua được một chiếc áo thun này với giá 10.000 thôi các chị nha. Nhanh tay để lại giúp em 10852 kèm theo số điện thoại để mua mẫu yếm này các chị nha. Mẫu yếm này em có một màu duy nhất thôi các chị ơi, là màu đỏ đô nha, màu đỏ đô rất là dễ mặc luôn. Nơ này mình có thể thắt vậy hoặc là mình thắt vòng ra sau, tùy ý các chị ha, tùy ý các chị nè. Mẫu này có độ dài chạm gối đó các chị, mẫu này đi làm vẫn được nha, mẫu này đi làm rất là xinh tươi luôn nè. Hai dây có phối phần dây đó các chị, là em có phối lớp thun nha, nên là mình yên tâm không có sợ bị rớt đâu. Phối lớp thun thì lúc mà mình mặc kết hợp với áo nó sẽ có một độ ma sát nhất định để giữ lại trên vai mình ha các chị ha. Mẫu này là mẫu có túi này, dáng xòe, có độ xòe vừa phải luôn, có độ xòe vừa phải, mặc rất là ôm dáng ở phần em này, cực kỳ thích luôn các chị nha. 10852 kèm theo số điện thoại để đặt mua mẫu yếm xòe có nơ này, yếm xòe phối nơ này với giá 290.000 các chị nha. Ngoài ra khi các chị mua một bộ yếm này thì các chị sẽ được tặng, sẽ được mua một mẫu áo thun bất kỳ tay ngắn tay dài với giá chỉ có 10.000 thôi các chị nha. Mà các chị biết rồi, chất thun của nhà em thì bao chất luôn nha, có cốt tông, chất thun gân đầy đủ các chị ha. Và đặc biệt lần này bộ sưu tập tháng 11 có rất là nhiều mẫu áo thun xinh tươi nha. Mình muốn sở hữu một chiếc áo thun 10.000 thì mình nhanh tay để lại giúp em 10852 để mua mẫu yếm này với giá 290.000, và sau đó các chị sẽ được mua bất kỳ mẫu áo thun này với giá 10.000 các chị nhé. Rồi em nhắc lại mã số để em chuyển mẫu cho các chị nhé. 10852 là mã số của yếm xòe phối nơ này, có một màu duy nhất là màu đỏ đô ha, một màu duy nhất là màu đỏ đô và có hai túi các chị nha. Rồi em chuyển mẫu nha. Rồi một mẫu dáng suông rất là đẹp luôn đúng không các chị ơi, một màu hồng nè, màu hồng rất là tươi luôn nha các chị. Rồi mẫu đầm em đang mặc là đầm ren tay nhúng đều nha các chị ơi, gọi mã số là 09850 nha, 09850 nha các chị ơi, rất là đẹp luôn ạ. Đây em giơ lại gần cho các chị ơi xem chất ren của nó ha, cực kỳ xịn luôn nha các chị ơi, cực kỳ xịn mà cực kỳ mềm mịn luôn nha. Ở phần trước ngực của con nó có phối một chiếc nơ nè, một chiếc nơ bông hoa rất là đẹp đúng không ạ. Đây phần bên tay của nó phối một viền đen có nhúm bèo nha các chị ơi, có nhúm bèo ạ. Mẫu đầm này là đầm hơi suông nha các chị ơi, không phải đầm body mà cũng không phải là đầm xòe, hơi suông ạ, rất là đẹp luôn ha. Mẫu này thì em còn đủ size cho các chị ơi từ 40 đến 60 kg luôn nè, mặc lên cực kỳ đẹp luôn ha. Chị nào có vòng hai hơi lớn thì đừng bỏ lỡ mẫu đầm này ha. Đây rất là đẹp luôn nha các chị yêu, ở phần dưới của nó có
phối một lớp van nha các chị yêu. Đây ạ, có phối một lớp van cho các chị ạ. Đây, trông rất là đẹp và nhìn rất là sang chảnh luôn ha. Ơi, chị nào yêu thích thì nhanh tay để lại cho em ba số là 09850 cho các chị yêu không? 09850 ạ. Đây là mẫu cuối cùng nha các chị, mẫu cuối cùng ạ. Chị nào yêu thích thì nhanh tay giúp em để lại với mã số là 09850 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Mẫu này thì còn đủ size cho các chị từ 40 đến 60 kg luôn ha. Mặc lên cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây, mẫu này có thể mặc đi làm, đi tiệc, đi chơi đều được nha các chị yêu. Đây, chỉ có một màu duy nhất là màu hồng thôi ạ. Đầm ren tay nhúng bèo này có mã số là 09850 nha các chị yêu. 09850 và kèm theo số điện thoại ạ. Đặc biệt khi các chị mua mẫu đầm này thì sẽ được mua ngay một chiếc áo thun chỉ với 10k thôi ạ. Rồi, đây là mẫu cuối cùng nha các chị yêu, rất là đẹp luôn ạ. Rồi, đó là mẫu ren, không phải là mẫu cuối cùng trong bộ sưu tập và lát xem đâu các chị, bởi vì thời lượng có hạn nên hôm nay cô Mát Đắk Nông chỉ ra từng ấy thôi các chị nha. Rồi, các chị có thể mọi thắc mắc các chị có thể liên hệ trực tiếp với bay cô Mát Đắk Nông để mình đặt mua những mẫu mình yêu thích các chị nha. Và ngoài ra các chị có thể ghé trực tiếp cô Mát Đắk Nông vẫn mua được với giá ưu đãi các chị nha. Rồi, từ nãy giờ các chị mình yêu thích mẫu nào thì để lại mã số mẫu đó kèm theo số điện thoại em gọi tư vấn cho mình sau khi kết thúc livestream này nhá. Rồi, rất cảm ơn các chị đã từ nãy đến giờ dành thời gian xem livestream bán hàng của nhà Vua. Và xin chào và hẹn gặp lại các chị trong những buổi livestream tiếp theo ha. Rồi, tạm biệt các chị.